2/3 lượng nước uống ở Việt Nam được lấy từ các dòng sông. Đó có thể là nguồn nước bạn đun sôi cho con uống hàng ngày. Bạn có chắc đun sôi nước máy loại bỏ được sự nhiễm bẩn nguồn nước có thể đến từ đây? Từ đây. Từ đây. Và từ đây nữa. Và đây nữa. Bạn có chắc đun sôi nước máy có thể lọc được tạp chất hay kim loại nặng sắc gì đến từ thùng chứa, đường ống hay vòi nước rỉ sét? Bạn có chắc đun sôi nước đủ an toàn cho trẻ uống? Hãy cân nhắc lại.